Số iPhone 11, Apple mừng thầm. Dựa trên các ước tính từ doanh số trực tuyến của Apple, ông Kuo chỉ ra nhu cầu mạnh về các iPhone có màu mới, iPhone 11 Pro màu xanh Midnight và các mẫu iPhone 11 màu xanh lá cây và tím. Kuo cảnh báo rằng có những khó khăn trong việc sản xuất kính cho màu xanh Midnight có thể khiến phiên bản màu này sẽ khan hàng. Ông Kuo cho biết, iPhone 11 Pro sẽ có nhu cầu cao tại Mỹ, trong khi thị trường Trung Quốc sẽ quan tâm nhiều đến dòng iPhone 11 có mức giá rẻ hơn. Với những dấu hiệu ban đầu tích cực, TF Security đang nâng mức ước tính cho doanh số iPhone 2019 lên 70 đến 75 triệu chiếc, tăng so với 65 đến 70 triệu chiếc theo ước tính trước đó. Các chương trình trao đổi iPhone mới và nâng cấp không lãi suất cũng sẽ kích thích người dùng. Ngoài sự hấp dẫn về màu sắc, iPhone 11 nhận được tín hiệu tích cực từ mức giá 699 đô la Mỹ, thấp hơn iPhone XR ra mắt năm ngoái, nhưng lại được trang bị thêm một ống kính góc rộng. Thời lượng pin cải thiện đáng kể cùng khả năng quay video 4K, báo cáo cũng cho biết giá iPhone 11 trở thành một lựa chọn lý tưởng để các chủ sở hữu iPhone 6, iPhone 6S và iPhone 7 nâng cấp smartphone của mình. Người dùng đã có thể đặt trước iPhone 11 và iPhone 11 Pro từ ngày 13 tháng 9, và bộ 3 iPhone 2019 sẽ chính thức lên kệ vào ngày 20 tháng 9 tới.